Hôm nay là 31 tháng 3 năm 2019. Nhân này bị viêm đa xoang dị ứng. Em bị lâu chưa? Mấy năm. Bây giờ nó ngạt nhiều hay là hắt hơi nhiều hay là bộ sữa xít nhiều? Nó ngạt. Đa số là ngạt với thở mạnh. Dễ chịu nhỉ. Này các chị đang theo dõi các đơn việc của em nhé. Cố gắng rồi nhé. Em bị 4 năm nhỉ? Chưa thanh. Điều trị nhiều nơi chưa? Thuốc không đỡ mấy à? Không đỡ. Để cố gắng rồi nhá. Nay sẽ theo dõi đơn huyệt xem có tình như thế nào. Nhà mình ở đâu đấy? Em ở Nam Sơn, Sóc Sơn. Ok.